Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức, kênh của chúng tôi luôn cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày và các sự kiện hot nhất trong tuần vừa qua, sự nghiệp và chuyện lạ trên thế giới đều có tại kênh 8 tin tức. Và hãy bấm tin tức. Rồi. Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung như sau: Húng Hoa Hồng, giang hồ mạng vừa bị công an xử lý là ai? Nổi tiếng từ năm 2015 với những phát ngôn và chiêu trò gây sốc, Huấn Hoa Hồng dần trở thành một trong những đại ca giang hồ đình đám trên mạng xã hội YouTube. Ngày 9 tháng 9, Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định đưa Bùi Xuân Huấn, sinh năm 1984, quê ở Yên Bái, tên gọi khác là Huấn Hoa Hồng, đi cai nghiện bắt buộc. Đối tượng này đã bị đưa cai nghiện bắt buộc sau khi bị bắt giữ tại một tụ điểm ăn chơi. Cơ quan công an đã xét nghiệm ma túy với Huấn Hoa Hồng và kết quả là dương tính. Nổi tiếng từ năm 2015 với những phát ngôn tục tằn, chiêu trò gây sốc như tặng thẻ miễn phí điện thoại, phát gạo cho người dân hay thách thức là hách sập trang Facebook cá nhân của những người khác, Huấn Hoa Hồng dần trở thành một trong những đại ca giang hồ đình đám trên mạng xã hội và YouTube. Và Huấn Hoa Hồng hiện cũng đang là một YouTuber. Huấn Hoa Hồng thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội với những hình ảnh ăn chơi tại các nhà hàng, quán karaoke hay vũ trường sang trọng. Huấn Hoa Hồng cũng khoe xe máy Kawasaki, ô tô đắt tiền như Porsche hay các hãng khác được mạ một lớp chrome vàng ché. Đối tượng này còn khoe gia tài khủng với những hình ảnh ngôi nhà với nhiều đồ đắt tiền hàng hiệu, những lần ship tiền thành từng khối dày cộm và hơn cả là tiếng thách thức các giang hồ khác trên cả nước. Điển hình là những màn đấu khẩu Nam Bắc với Dương Minh Tiền trước khi hai người trở thành bạn bè với nhau. Huấn Hoa Hồng từng điều khiển mô tô phân khối lớn Kawasaki lạng lách trên đường phố thành phố Hồ Chí Minh, nhưng không đội mũ bảo hiểm, đối tượng còn nẹt bô và gây ồn ào. Ngoài những hình ảnh khoe của trên mạng xã hội của trứng, Huấn Hoa Hồng cũng được biết đến với những phát ngôn gây sốc, cách nói chuyện đậm chất dân anh chị. Đối tượng này cũng thường xuyên tổ chức những buổi livestream hay còn gọi là phát trực tiếp trên mạng xã hội Facebook để chơi trò đón số series tiền để nhận thẻ cào điện thoại. Huấn Hoa Hồng cũng là một cái tên không mấy xa lạ khi có mối quan hệ thân thiết với các giang hồ 4.0 hay còn gọi là giang hồ mạng, giang hồ livestream, khá từng vướng vào vòng lao lý như Khá Bảnh và Quang Rambo. Huấn Hoa Hồng thường xuyên đăng tải những video tấm hình chụp chung với Quang Rambo và Khá Bảnh. Trong một chuyến đi vào thành phố Hồ Chí Minh, Khá Bảnh được Huấn Hoa Hồng tổ chức đón tiếp ăn uống linh đình. Tương tự, Quang Rambo cũng được Huấn Hoa Hồng chào đón khi Quang Rambo vào thành phố Hồ Chí Minh. Cũng giống như những người anh em của mình, Huấn Hoa Hồng sở hữu một fan bay ở trên Facebook có lượng theo dõi lên tới 470.000 thành viên và kênh YouTube có hơn 91.000 người subscribe. Theo chia sẻ của bản thân Huấn Hoa Hồng trong các video livestream, Huấn xuất hiện đang kinh doanh một số dịch vụ Facebook và hoạt động cho vay nặng lãi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này bổ ích, hãy chia sẻ đi cho mọi người cùng xem. Và đừng quên ấn vào nút đăng ký để cập nhật những tin tức mới nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay, hãy đăng ký kênh và đừng quên like và chia sẻ đi cho mọi người cùng xem. Và đừng quên ấn vào nút thông báo để cập nhật những video mới nhé. Cảm ơn các bạn.